Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với Nhà có hai người, không gian tình yêu của các cặp đôi. Hy vọng là chương trình sẽ mang đến cho các bạn không chỉ là những câu chuyện vui mà còn có cả những điều ý nghĩa hay là một trải nghiệm nào đó nữa. Với những bạn nào mà chưa về chung nhà với ai và chưa có cho mình một người thương thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho mình một hành trang để sau này có thể bắt đầu cuộc sống mới của một nửa của mình, quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục gõ cửa căn nhà của một cặp khách mời. Họ chưa kết hôn nhưng mà đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi. Hãy cùng chờ họ lên tiếng mọi người nhé. Xin chào Nhà của hai người, mình tên là Tùng. Thì công việc hiện tại của mình là giáo viên. Mình đang dạy thể dục không chính của mình thì mình chuyên làm về bóng rổ. Xin chào Nhà của hai người, mình tên là Huyền. Hiện tại mình đang làm tổ chức sản xuất video. Một người thì chuyên dạy về bóng rổ, còn một người thì làm về tổ chức sản xuất, hay còn gọi là một nhánh của ngành truyền thông. Vậy thì hai bạn có thể nói qua một chút về công việc của mình làm hàng ngày được không? Bởi vì nó cũng khá là mới mẻ đối với một số quý vị thính giả. Thực ra thì công việc của mình thì không bận lắm. Thì trước đây thì mình làm giáo viên ở trường. Đầu tiên thì cũng có tốn thời gian đấy, nhưng mà thời gian đây thì mình đã nghỉ rồi. Và mình cũng làm một trung tâm riêng về bóng rổ. Thì công việc của mình ngoài giờ hành chính, một ngày mình chỉ mất khoảng 3-4 tiếng vào ngoài giờ hành chính để làm việc. Hiện tại thì em đang chạy freelancer, thì công việc của em là sẽ linh hoạt, nhưng mà thường thì sẽ phải hoạt động nhiều hơn ở trên Hà Nội, chứ sẽ không có mặt nhiều ở dưới Hạ Long. Vậy là một người thì ở Hạ Long, còn một người lại ở Hà Nội. Vậy thì hai bạn có thể kể lại một chút về cái hành trình yêu nhau của mình được không? Hai bạn thường hẹn hò nhau như thế nào và dành thời gian riêng tư cho nhau ra sao? Thường thì để dành thời gian cho nhau thì sẽ phải đợi khi mà em đã hoàn thành xong việc hoặc là đã có sắp xếp được thời gian dài để về Hạ Long chơi, thì lúc đấy mới có khoảng dành cho nhau. Còn bình thường thì bọn em sẽ nhắn tin nói chuyện với nhau này, và sau mỗi một ngày làm việc thì buổi tối sẽ về để video call kể câu chuyện hàng ngày cho nhau nghe. Vậy anh Tùng ơi, tính đến nay thì anh Tùng và Huyền đã yêu nhau được bao lâu rồi ạ? Đến ngày hôm nay thì hơn 2 năm, đầu tháng này là mình kỷ niệm 2 năm yêu nhau. 2 năm chưa phải là khoảng thời gian quá là dài, nhưng mà cũng đủ để hai người hiểu về nhau phần nào. Vậy ra muốn hỏi là điều gì khiến cho hai người cảm thấy là mình có cái điểm chung tâm đắc nhất với đối phương? Cái này cần suy nghĩ nhỉ. Nên điểm chung thì nhiều thứ lắm, thì có thể là ngay từ cái bộ mình cùng chơi với nhau thì khiến hai người gặp nhau bóng rổ. Thì mình và Huyền đã chơi bóng rổ. Hai người gặp nhau để lần đầu tiên thì cũng ở trên sân bóng rổ đấy. Vậy ở trên sân bóng rổ á thì anh Tùng là người như thế nào Huyền nhỉ? Có bao giờ bộc lộ những cái tính xấu ở trên sân hay không? Ở trên sân bóng rổ thì ở ngoài sân thì anh Tùng là một người rất là vui vẻ, rất là kiểu là hay gây tiếng cười, làm niềm vui cho mọi người. Nhưng mà khi ở trong sân thì anh Tùng rất là nghiêm túc, này, kiểu là hustle theo cuộc chơi, mà cũng là nhiệt theo cuộc chơi. Thì đấy cũng là một điểm mà em rất là thích ở anh Tùng. Vậy còn tính xấu thì sao? Nói hơi nhiều. Chắc là thế. Nói hơi nhiều. Bình thường ngoài anh nói ít. Chắc là lúc làm huấn luyện viên nói nhiều chứ đúng không? Còn chơi thì không nói nhiều lắm. Lúc làm huấn luyện viên thì cái công việc huấn luyện viên đấy thì yêu cầu mình sẽ nói rất nhiều, giao tiếp rất nhiều với các bạn ấy. Nên mình sẽ thường là mình sẽ nói nhiều. Ở ngoài mình cũng nóng tính, nhưng mà vào trong sân khi mình làm huấn luyện viên mình rất là nóng tính. Vậy trải qua quãng thời gian vừa rồi ấy, thì hai bạn có thấy đối phương phù hợp với những cái tiêu chuẩn mà mình đặt ra hay không? Ngay từ đầu thì có nhiều điểm cảm thấy là không hợp đấy, như là cách Huyền bận rộn công việc. Đấy là lý do đầu tiên mà mình chia tay nhau, đúng không nhỉ? Chia tay đầu tiên đúng không? Vì thực ra là cái công việc của Huyền mỗi lần Huyền làm việc ấy, thì gần như sẽ biến mất luôn. Và sẽ không có thời gian mà liên lạc giao tiếp với nhau nhiều. Và khoảng thời gian đấy bắt đầu yêu thì nó có vấn đề là không có sự giao tiếp. Sau lần đầu tiên chia tay thì với mình cũng nói rõ với nhau là cái tính chất công việc của Huyền phải dành thời gian cho bạn ấy để bạn ấy làm công việc của bạn ấy. Và thậm chí là có những ngày mà 2-3 ngày mình cũng nói chuyện với nhau. Thì đúng là tính chất công việc của em thì nó sẽ rất là linh hoạt đấy. Kiểu khi mà bắt đầu vào gần đến sát mình quay thì sẽ bật nhiều việc hơn nữa. Thì thường là em sẽ phải giải quyết được rất nhiều cái vấn đề và nội dung công việc. Thì thời gian đầu ấy thì vì là em cũng là mới, thì em sẽ tập trung nhiều hơn về công việc. Kiểu nói nghiện công việc cũng không trả nhưng mà em sẽ thường là cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc có thể và em sẽ tập trung 100% vào công việc. Vì vậy nên là đến lúc đó thì em đã gần như là để gạt anh Tùng ra một bên để mình tập trung công việc, vì sợ là cái lúc mà vừa nói chuyện vừa làm việc ấy thì sẽ không có chất lượng, có nghĩa là vừa ảnh hưởng đến công việc mà mình lại vừa không có cuộc trò chuyện chất lượng ấy. Sau một thời gian thì lần chia tay đầu tiên mình thì dần thì em cũng nhận ra là mình cũng nên biết sắp xếp thời gian hơn, thì em đã dành một khoảng thời gian để luôn có thể nói chuyện với anh Tùng, có thể là nhắn tin một câu báo cho anh ấy là em đang bận thì gọi lại sau, rồi để đến tối. Khi mà đến tối thì khi mà mình đã hoàn thành xong công việc và mình đầu óc của mình thoải mái nhất thì lúc đấy là em gọi điện và nói chuyện với anh Tùng. Vậy cái ấn tượng ban đầu của Huyền về anh Tùng cho đến bây giờ nó có khác nhiều không? Chắc chắn là khác nhiều. Thật ra thì em cũng không có tiêu chuẩn gì yêu cả. Em khi mà đến với anh thì em cũng thấy là anh là một người rất là vui vẻ, rất là kiểu là hợp tính mình. Xong rồi trông nhìn hai đứa cũng giống nhau, trời cũng vui, rồi nhiều cái hợp. Khi mà em mới bắt đầu yêu anh Tùng vài ngày thì em cũng có biết được một số chuyện từ nhiều người nói về anh Tùng, về những cái mối tình trước đây, cũng làm cho em có một cái ấn tượng khác đi một xíu. Có nghĩa là anh Tùng cũng có khá nhiều drama với em gái, thì em bảo là anh Tùng cũng có chút nhan sắc, rồi cũng chơi bóng rổ, rồi làm giáo viên, thế là kiểu có nhiều em gái thích. Và cách nói chuyện của anh Tùng cũng một người rất biết cách nói chuyện với con gái. Thế nên là kiểu hồi đấy khi mà mới yêu ấy thì em chưa hiểu nhiều, thì cũng nghe một số người xung quanh nói về anh Tùng như vậy thì em cũng khá là lo, quan ngại về là liệu mình có tin tưởng nhầm người hay không, hay là mình cũng chỉ là một người kiểu đến vui vẻ thôi, kiểu thế. Bởi vì khi thì em luôn xác định là sẽ lâu dài. Đó là suy nghĩ của Huyền. Vậy còn anh Tùng thì khi mới yêu Huyền, anh có nghĩ là mình sẽ yêu cô gái này thật lâu hay không? Mình thì cũng có quãng thời gian đầu tiên cũng còn mới bắt đầu suy nghĩ yêu, cũng xác định là sẽ yêu anh, sẽ yêu lâu dài. Nhưng mà trải qua một cái mối tình cảm thấy là mình nên trải nghiệm nhiều hơn. Cái này nghe có vẻ hơi xấu một tí nhưng mà mình cảm thấy là cái sự trải nghiệm trong tình yêu, mình nói chuyện với một vài bạn nữ và thực ra là mình bắt đầu một cái mối quan hệ yêu đương rất là dễ. Sau một vài buổi hẹn hò hay là mình có thể đồng ý cái việc yêu, nhưng mà yêu vào thì nó sẽ có bắt đầu có những cái vấn đề ấy, và mình sẽ không muốn giải quyết những vấn đề đấy và mình sẽ đưa ra quyết định chia tay rất là nhanh. Nên là lý do vì sao của mình có nhiều drama là vì thế. Thay đổi khi Huyền mình thấy là khi mà có vấn đề xảy ra thì hai người nên có một cái gì đấy nói chuyện và tìm cách giải quyết, thay vì việc là chia tay như những cái mối tình trước của mình. Mối tình trước của mình thì thường thì khá là nhanh, chỉ gói gọn trong vòng vài tháng mà đầu yêu đương cũng sẽ ngọt ngào, nhưng mà sau thì khi xảy ra vấn đề thì mình thường là mình sẽ chọn kết thúc thay vì việc biết nó. Lý do vì sao mà Huyền nghe drama vì thế. Vậy vấn đề trong giao tiếp giữa anh Tùng và Huyền bây giờ nó đã tiến triển như thế nào rồi? Hai người có hay dành cái thời gian để mà giao tiếp với nhau hay không? Nếu mà so với tất cả các mối tình trước đến mối tình với Huyền bây giờ thì mình và Huyền giao tiếp với nhau rất là nhiều. Dù là yêu xa nhất nhưng mà bọn mình vẫn có cách để mà nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Thường thì mối tình trước thì mình sẽ không giao tiếp nhiều. Tính của mình có khi là do cái tính của mình có những vấn đề xảy ra ấy, mình sẽ không thích nói, bỏ qua luôn. Và sau khi chuyện đấy thì nó để lại trong đầu của mình quá nhiều thứ ấy. Và đến một ngày mình cảm thấy rằng là không thể nói được nữa thì mình sẽ đưa ra quyết định chia tay một cách bất ngờ, gọi là bất ngờ cho những các bạn trước. Nên là lý do vì sao mà các bạn ấy thường để lại cái nghi vấn trong đầu là bạn này yêu đương có vẻ hơi có vấn đề nhỉ? Chơi bời thôi. Nếu mà dùng từ chơi bời đấy, mọi người nghĩ thế. Nhiều drama cũng chỉ vì thế đấy. Vậy để cho hai bạn lựa chọn một cái điều mà quan trọng nhất để mà kéo dài được một mối quan hệ thì hai bạn nghĩ đó là cái điều gì? Kết nối thì là quan trọng nhất. Vậy có cái khoảng thời gian nào mà hai bạn cũng mất kết nối với nhau hay không? Nó diễn ra như thế nào nhỉ? Có rồi đấy chị ạ. Đặc biệt chia thứ hai nhỉ? Cái câu chuyện về chia tay thứ hai. Thật ra bọn em đã chia tay 2 lần trước đấy rồi. Thì thứ hai cả 2 lần là đều do Huyền chủ động nói ra chuyện chia tay. Cái đấy là đúng là vì mất kết nối. Thì Huyền vẫn quay lại câu chuyện là công việc của Huyền. Cả 2 lần đó là Huyền, mình thấy rằng là Huyền stress quá nhiều trong công việc và làm ảnh hưởng cái suy nghĩ của bạn ấy. Bạn ấy không kiểm soát được cảm xúc. Nói chuyện một lúc thì Giang cảm thấy Huyền là một cô gái rất là nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng lan giả vì công việc. Vậy thì anh Tùng có bao giờ cảm thấy lăn tăn về cái vấn đề này không? Cái này thì không phải với mình, nhưng mình rất ủng hộ Huyền làm việc. Công việc của Huyền mình rất là ủng hộ bạn ấy. Đó, nhiều khi bạn ấy cứ đắn đo cái việc là bạn ấy làm quá nhiều hay là bạn ấy dành thời gian quá nhiều cho công việc. Thì mình cũng nói với bạn đó là mình còn trẻ, thì nếu mà mình còn đam mê một cái gì đấy, việc là cái công việc cũng năng sản với công việc của bạn ấy, nhưng mà mình muốn bạn đi làm sao để bạn ấy cân đối được giữa mối quan hệ và công việc. Đó là cái mình nói với Huyền. Còn mình chưa bao giờ mình nói với Huyền về cái việc là bạn ấy làm quá nhiều, nên mình ủng hộ bạn ấy làm, rất ủng hộ cái việc của bạn ấy. Đó là cái lần chia tay thứ 2 đấy của bọn em ấy, là vì em đã dành thời gian quá nhiều ở trên Hà Nội, và đợt đấy cũng là đợt Covid, đang giãn cách xã hội đợt Covid. Thì đợt đấy thì em bị lockdown ở trên Hà Nội và không thể về lại Hạ Long. Và cũng đồng thời lúc đấy là em vẫn trong thời gian làm việc, và cũng chính vì Covid mà cái công việc của em phải thay đổi rất nhiều, gặp rất nhiều vấn đề, sự khó khăn khi phải quay trực tiếp mà phải chuyển hết sang quay online. Nhưng lúc đấy là em đã phải giải quyết rất là nhiều vấn đề, và khi đó là em bị stress rất nhiều, có rất nhiều áp lực. Và lúc đấy em trong suy nghĩ của em ấy, thì em không muốn là ảnh hưởng tới anh Tùng, nghĩa là không muốn những áp lực đấy nó lây sang anh Tùng, và em biết là nó đã ảnh hưởng tới em và em lại không muốn ảnh hưởng tới anh Tùng. Vì vậy em đã chọn là im lặng, không nói chuyện, và sẽ bất ngờ cái cuộc nói chuyện với anh Tùng đi, hoặc là chỉ trả lời nhanh thôi, bởi vì là mình không muốn là gây ảnh hưởng tới đối phương. Đấy, nhưng mà cũng chính vì như vậy mà em dần xa cách anh Tùng, vừa là không được gặp, vừa mình không thiếu nói chuyện, không giao tiếp với nhau, vừa áp lực công việc. Đấy, lúc đấy em đã nghĩ là em đã có một khoảng thời gian nghĩ là kiểu khổ thân anh Tùng quá, kiểu anh Tùng đang có người yêu nhưng mà lại không được gặp này, xong rồi cũng không được giao tiếp nói chuyện, suốt ngày nói chuyện toàn thấy về công việc và áp lực. Đấy, thì thấy mối quan hệ này có vẻ như là không lành mạnh lắm. Em đã nghĩ là có khi nếu mà mình chia tay anh Tùng thì anh Tùng sẽ có thể là dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mới với một người mới và vui vẻ hạnh phúc hơn là so với việc là yêu một người mà nhiều áp lực rồi nhiều công việc như em, lại còn ở xa, yêu xa. Đấy, lúc em đã nghĩ như vậy. Câu chuyện đó dẫn đến đỉnh điểm là vì chắc là anh Tùng cũng cảm nhận được cái sự lạnh nhạt dần đấy của em. Mình nghĩ là hay là Huyền cứ lấy cớ là công việc để tìm cách tránh cuộc nói chuyện. Mình nghĩ thế, mình nghĩ là Huyền đang đổ cho công việc. Mình mới bảo Huyền là nếu mà như này thì mình nên xem xét lại một quan hệ. Huyền cũng chủ động chuyện chia tay. Vâng. Cả 2 lần thì đều là do Huyền chủ động nói. Đó, lần đó là lần chia tay lâu nhất. Lần đầu tiên thì chia tay nhau có 1 tháng thôi, xong rồi lại quay lại. Còn lần đấy là chia tay đến 3 tháng, 4 tháng. 4 tháng. Từ lúc đào hè cho đến lúc mà Noel. Cả 2 lần quay lại đều là đúng Noel. Vậy điều gì khiến cho 2 bạn quyết định quay lại với nhau sau 2 lần chia tay như vậy nhỉ? Cả 2 lần quay lại ấy, thực ra là vì lại gặp lại nhau. Chính xác là vì hai người đều gặp lại nhau. Và khi mà đứng đối diện với nhau ấy, thì mình có một cái cảm xúc gì đấy. Mặc dù trong cái thời gian chia tay lần thứ 2 ấy, mình đã bản thân mình đã sẵn sàng cho một quan hệ mới rồi, cảm thấy là thoải mái rồi, mình sẵn sàng cho một quan hệ mới rồi. Nhưng mà khi mình gặp lại nhau ấy, thực tế thực ra là kiểu vẫn thoải mái gặp nhau như bạn bè, nhưng mà hai người cảm thấy là có một cái gì đấy, có một cái cảm xúc gì đấy. Xong rồi thực ra là có những hội bạn bè ấy, thì mọi người vẫn hay đẩy thuyền, vẫn đi chơi cùng nhau. Đó, mình hay đi chơi cùng với một đội đấy, trong cái đội đấy thì cứ một bạn của mình, một bạn của Huyền, trong một nhóm bạn đấy cứ là rủ đi mặc dù là hai cái nhóm đấy được bạn chia tay đi. Mặc dù cái nhóm đấy rồi chia tay rồi thôi. Mọi người còn bảo là không được quay lại đâu. Nhưng mà dù đi chơi thì cứ tí là đi cùng nhau. Hai người là đi xe cùng nhau đi. Ra lai Huyền đi. Đó, qua đón Huyền đi. Đó, thì cũng bạn như thế, một cái cứ gọi là hỗ trợ. Mặc dù là một kêu là tôi chia tay rồi. Chia tay đi, chia tay hẳn đi. Đừng quay lại nữa. Nhưng mà đấy, khi mà gặp nhau chơi với một bạn như thế thì mọi người tìm mọi cách là đấy, Huyền ra Tùng đi cùng với Tùng đi. Đấy, để hai người có khoảng thời gian đi riêng với nhau. Mặc dù đi cùng một bạn nhưng mà mọi người lại tách ra cho hai đứa được có không gian riêng. Khoảng thời gian chia tay thì hai bạn gặp lại nhau trên sân bóng rổ thì có thái độ như thế nào? Có tránh mặt nhau hay không? Chính xác là gặp là vẫn ngượng ngùng chứ, vì là còn cảm xúc mà, thì là còn cảm xúc trong lòng mình là vẫn còn tình cảm, cố nói chuyện với nhau nhưng mà cảm giác nó cứ làm sao đó. Em mà còn phải ăn lúc anh Hùng có ở sân để mà ra xinh đẹp nhất có thể. Thôi anh Tùng tiếc. Vậy Giang hỏi thật nha, cái khoảng thời gian đấy hai bạn có cái đối tượng nào mà mình nhắm đến chưa? Mình thì có một đối tượng. Thật ra sau khi chia tay thì cái bản chất công việc của em đã làm việc nhiều với con trai ấy, thì cũng gặp nhiều những người mới, nhưng mà em sẽ chỉ dừng lại ở là mối quan hệ vui vẻ anh em bình thường. Cũng có đối tượng là em cũng có một đối tượng là em có tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà thật ra là thấy vẫn không hợp, vẫn chưa tìm thấy một người nào phù hợp để mà có thể phát triển mối quan hệ mới. Lúc chia tay ấy, thì Huyền có bao giờ thoáng nghĩ là rồi sau này sẽ quay lại với anh Tùng hay không? Không, thật ra em không quyết định quay lại đâu. Lần đấy là không định quay lại luôn. Lần đấy là em xác định là chưa thấy hẳn, sẽ để cho bản thân một thời gian nghỉ ngơi và không dính líu với chuyện yêu đương, có thể là tập trung cho bản thân, chăm sóc bản thân rồi tập trung vào công việc phát triển hơn. Lúc đấy em đã không có ý định nào yêu đương hay quay lại. Nhưng mà khi gặp lại anh Tùng ấy, xong rồi khi mà đợt đấy em cũng về Hạ Long, đợt Noel đấy em cũng về Hạ Long, xong rồi em đang phải cách ly riêng một mình trong một cái khu, một nhà riêng đấy. Xong rồi anh Tùng lại là người qua đưa đồ, ship đồ thì cũng mua vui ở ngoài cổng một chút. Xong rồi khi mà gặp lại nhau thì lại cảm xúc nó lại trở lại. Vậy sau hai lần chia tay như thế thì hai bạn có ngầm đặt ra những cái nguyên tắc gì để mà đối phương hiểu và không mắc phải những cái sai lầm như thế nữa hay không? Lý do chia tay là vì không giao tiếp được với nhau, là cũng có một cái gọi là giao hẹn thì không đúng. Nguyên tắc ngầm tự hiểu với nhau rằng là có một cái khoảng thời gian riêng trong ngày để nói chuyện. Có thể Huyền đi làm về muộn và sẽ có một cuộc gọi điện tại về công việc hàng ngày là bạn ấy đang làm gì, như nào, mình cũng thế thì có thể là phải làm muộn 1-2 giờ sáng, bọn mình vẫn nói chuyện với nhau, tranh thủ 1-2 tiếng, thậm chí là bật video call lên. Có những ngày mình chẳng nói gì cả, nhìn nhau xem, nhìn nhau về thì bạn ấy phải sinh hoạt hàng ngày. Bạn ấy về bạn đi quần áo hay là bạn đi đánh răng rửa mặt hay là skincare đó ra, thì thậm chí là không nói gì với nhau, bọn mình có video call lên. Cải thiện về giao tiếp đúng không? Vậy còn mục tiêu chung thì sao? Hai bạn có cùng hướng đến một cái điều gì đó trong tương lai không? Cái vấn đề của chuyện tình yêu này là cái vấn đề về yêu xa. Bạn Huyền bạn ấy đang suy nghĩ về cái việc bạn ấy sẽ làm tiếp tục ở Hà Nội hay là quay về Hạ Long để tìm một công việc khác với cái ngành bạn ấy đang làm. Bạn đang làm cái ngành đấy thì rõ ràng là bạn ấy chỉ làm được ở trên Hà Nội thôi, còn Hạ Long thì sẽ không phát triển được cái sở trường của bạn. Nên bạn đang đắn đo rất nhiều cái việc đấy. Mình suy nghĩ là thực ra là mình trẻ mà, mình nói với mình nếu mà em cảm thấy rằng là em vẫn có thể làm được công việc đấy thì em cứ trải nghiệm đi, cứ thử sức đi, cứ làm đi để 1-2 năm nữa có thể làm được trên đấy. Đấy là tính mình, chúng mình chỉ tính được quanh 1-2 năm thôi, nhưng còn dài hơn thì chúng mình xa hơn được. Đó là mong muốn của anh Tùng. Vậy còn với Huyền thì sao? Bản thân bạn có cái dự định như thế nào? Về công việc của em ấy thì cũng có một phần lý do nho nhỏ trong lần chia tay trước là vì công việc. Có nghĩa là em đã suy nghĩ là với công việc của em vẫn suy nghĩ từ thời gian đó đến bây giờ là công việc của em thì sẽ chủ yếu là trên Hà Nội và trong Sài Gòn. Là hai môi trường phát triển nhất. Còn về Hạ Long thì cũng không thể, khó có thể phát huy được cái năng lực của mình. Thế nên là em cũng, mà anh Tùng thì lại làm cố định Hạ Long, thế là rất là khó. Hiện tại thì thật ra hiện tại thì em vẫn đang muốn là phát triển bản thân hơn nữa ở trên Hà Nội, nhưng về lâu về dài kiểu 1-2 năm nữa thì em đang nhắm tới là sẽ tìm cho mình một cái vị trí nào đó, việc nào đó ở dưới Hạ Long để có thể về nhà, có bạn bè, có gia đình và có anh Tùng ở đây. Trong thật tâm em vẫn muốn như vậy. Nhưng mà hiện tại thì lại hơi khó, tại vì là mình vẫn đang phát triển khá là ổn trên Hà Nội, và còn vào xa hơn thì vẫn được đi được Sài Gòn, vẫn phát triển, vẫn mở rộng được công việc của mình trong Sài Gòn. Nhưng mà để về Hạ Long luôn bây giờ thì rất là khó. Từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau nói về những sự khác biệt, điểm tương đồng cũng như là những gì mà các bạn đang thay đổi để trở nên tốt hơn trong cái mối quan hệ này. Vậy thì bây giờ nhà có hai người sẽ dành cho hai bạn một không gian rất là riêng để hai bạn có thể nói cho nhau nghe về những điều mình muốn dành cho một nửa của mình nhé. Bắt đầu từ mình thì mình đã nói ngay từ đầu ấy, thì mình cũng luôn ủng hộ Huyền trong tất cả công việc. Mình có thể chờ đợi cho đến khi mà Huyền cảm thấy được rằng là bạn ấy tìm thấy một cái gì đó ổn định trong cuộc sống của bạn ấy. Thì ra mình là tuổi hơn Huyền đến 4 tuổi cơ, nên là cái trải nghiệm của cuộc sống của mình nó khác. Mình đã từng chạy ra ngoài kia là một thứ rồi, và mình đến giờ thì mình thấy là mình dừng chân ở một chỗ và mình muốn ổn định ở đấy. Cái công việc của mình thì cũng không phải được ổn định đâu, mình vẫn làm tự do mà, nhưng mà mình muốn là ở một chỗ phát triển nó dần lên. Thì mình cũng mong muốn là Huyền sẽ vẫn cứ tiếp tục với cái công việc phát triển bản thân của bạn ấy, rồi dần 1-2 năm nữa khi mà bạn ấy cảm thấy và bạn ấy đủ tự tin và đủ chín của bạn ấy, và bạn ấy có cái trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống, thì bạn ấy sẽ rút ra được cái mà bạn ấy mong muốn. Đấy thì chúng mình ngồi nói chuyện lại với nhau thì nó sẽ khác, cái tâm lý nó sẽ khác hơn. Bạn ấy biết là bạn ấy sẽ đưa ra quyết định dễ dàng hơn là bây giờ bạn ấy đang lung lung nhiều thứ. Nhưng bạn ấy rồi bạn ấy sẽ có những quyết định chính xác hơn thì cũng phải, nên là nó dứt khoát hơn. Mình mong muốn là bạn ấy sẽ có một cái như thế, cái trải nghiệm thì có thể là 2-3 năm 4 năm, thì tận mình đến năm nay là năm mình 27 tuổi, mình cảm thấy rằng là mình sẽ dừng lại ở một chỗ để mình phát triển công việc. Và thời gian tới thì mình và Huyền cũng đưa ra một vài cái dự định, sẽ tìm một cái gì đấy để làm chung với nhau. Đấy là một cái hay để mà hai đứa tìm thấy thêm một cái chung, nó đưa ra một cái business gì đó, công việc gì đó mà hai đứa có thể làm chung với nhau. Đấy là cái mong muốn của mình để ổn định trong chuyện tình yêu này. Thật ra thì chị đợi em xíu nhé, chị cho em xin. Xúc động quá ha. Xúc động. Bị xúc động thật. Cái này mình chưa dần nói với Huyền, chị nói em nói nhiều như thế Huyền. Mình cứ im lặng lắng nghe rồi quan sát Huyền, mình sẽ không nói như thế để bạn đi áp lực của công việc. Để mà nói là có một cái kỳ vọng gì ở anh Tùng ấy, thì thật ra là em cũng không có bất kỳ kỳ vọng gì cả, vì em cũng không muốn là đặt quá nhiều cái kỳ vọng thì đó lên anh Tùng. Em muốn để cho anh Tùng được thoải mái. Đấy, thoải mái là chính mình, thoải mái với công việc của mình, tự do phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp. Em chỉ muốn là dành lời cảm ơn cho anh Tùng, vì anh Tùng vẫn luôn ở bên cạnh em trong những lúc mà em áp lực nhất, cũng như là gặp khó khăn nhất trong công việc. Anh Tùng đã hỗ trợ em rất nhiều trong dự án gần đây mà em làm ở Hạ Long. Đấy, là em rất biết ơn anh Tùng luôn. Nghĩa là chưa có một người yêu nào mà tâm lý như anh Tùng, một người mà có thể chịu đựng cái tính khó chịu sáng nắng chiều mưa của em, rồi chịu được những cái lúc mà em cáu bẩn cáu gắt, rồi kiểu hay tỏ ra thái độ khó chịu, một cái thái độ rất là toxic. Và anh những lúc như thế là anh Tùng luôn nhún nhường một chút được rồi. Sau khi mà em qua được cái cơn giận đấy thì anh Tùng sẽ nói cho em hiểu vấn đề, rồi cả hai cùng cùng nói cho nhau nghe cái quan điểm của mình và cùng giải quyết cái vấn đề đó luôn. Đấy là một cái mà em rất là thực sự rất là trân trọng của anh Tùng. Và vừa rồi anh Tùng chia sẻ rất là ủng hộ cái sự của em trong khi đang rất là mông lung, nghĩa là rất là mong muốn, rất là muốn về Hạ Long cùng với anh Tùng, nhưng mà mình thì lại đang phát triển trên Hà Nội. Đấy là một điểm mà em luôn trăn trở, mông lung. Nhưng mà có sự ủng hộ của anh Tùng thì em cũng cảm thấy là rất là xúc động. Dù cuộc sống của chúng ta có rất nhiều lựa chọn thì Giang vẫn tin là nếu mà hai bạn tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng nhau á, thì vẫn có thể duy trì mối quan hệ này lâu, thật là lâu. Rất cảm ơn Huyền và anh Tùng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhà có hai người vì đã cho chúng mình được có cơ hội được chia sẻ và lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau hơn, chia sẻ cơ hội lớn để nói chuyện với nhau. Thấy bình thường mà để hai đứa bắt đầu nói câu chuyện như này thì sẽ không có cơ hội đâu, vì bình thường nói chuyện với nhau thì chỉ nói những chuyện hàng ngày thôi mà. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn hai khách mời của chúng ta và những chia sẻ rất là thú vị. Các bạn thân mến, Nhà có hai người đến đây cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trên FPT Play và Pladio. Đừng quên chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình cho chúng tôi qua hòm mail, đó là pladio102a@gmail.com các bạn nhé.